Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 5, thị trường thế giới đảo chiều giảm trở lại ở hai sàn phái sinh, trong khi giá cà phê trong nước vẫn duy trì đà tăng cao. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024 điều chỉnh giảm 98 USD trên tấn với mức giảm là 2,5%. Số mức giao dịch là 3.819 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê giảm đi 105 USD trên tấn với mức giảm là 2,73%. Số mức giao dịch là 3.739 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 trên sàn London tương đương với mức giá là 96.400 đồng và 94.400 đồng một kg. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024. Cùng đã giảm với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm đi 4,8 sen với mức giảm là 2,18%. Số mức giao dịch là 215,65 sen trên bao. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê giảm đi 4,45 sen, số mức là 214,8 sen trên bao. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Năm đã rút lui khỏi mức cao nhất trong 3 tuần và đóng cửa ở mức thấp hơn vừa phải. Thanh lý cà phê tương lai xuất hiện vào thứ Năm sau khi CONAC, Hiệp hội xuất khẩu cà phê của Brazil, điều chỉnh giảm ước tính sản lượng cà phê của Brazil năm 2024 lên tới 58,8 triệu bao so với dự báo tháng 1 là 58,1 triệu bao. Giá cà phê hôm thứ Năm ban đầu đạt mức cao nhất trong 3 tuần do lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam và Brazil sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng cà phê toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước duy trì ổn định. Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều hôm qua ngày 23 tháng 5, ở các địa phương thì các đại lý cũng đã đẩy giá thu mua tăng thêm 2.000 đồng trên 1 kg và ghi nhận mức cao nhất là 117.500 đồng 1 kg. Ghi nhận sáng ngày hôm nay, giá cà phê trong nước đi ngang so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê thu mua ở mức là 114.500 đồng đến 115.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận quanh mức là 114.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 114.600 đồng và 114.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, ghi nhận quanh mức là 114.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc, giá cà phê cùng thu mua quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, sáng nay ghi nhận quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prông và huyện Chi Sê, mức giá thấp hơn là 114.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay giá cà phê thu mua quanh mức là 115.500 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 115.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi ghi nhận quanh mức là 115.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây ghi nhận quanh mức là 114.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay giá cà phê thu mua quanh mức là 115.300 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 115.500 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận quanh mức là 115.600 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá là 115.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.